Hôm nay, kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15 tiến hành ngày làm việc cuối với các nội dung quan trọng, gồm biểu quyết thông qua một luật, 6 nghị quyết cho ý kiến về một dự án luật khác và họp phiên bế mạc. Trong phiên họp buổi sáng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành nội dung 1, Quốc hội nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo nghị quyết ban hành nội quy kỳ họp Quốc hội sửa đổi. Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết ban hành nội quy kỳ họp Quốc hội sửa đổi. Ở nội dung 2, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Quốc hội nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường trình bày báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo nghị quyết về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Đối với nội dung 3, cũng với sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án luật đấu thầu sửa đổi. Sau đó, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. Dự kiến trong chiều nay, Quốc hội biểu quyết thông qua luật phòng chống rửa tiền sửa đổi, nghị quyết về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá, nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề, việc thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2016-2021 thông qua nghị quyết về hoạt động chất vấn và nghị quyết kỳ họp thứ tư. Sau đó, Chủ tịch Quốc hội sẽ phát biểu bế mạc kỳ họp.